Chỉ với 0,995 kg mọi người có tin được không? Chưa kể là còn siêu mỏng nữa, không đến 1 kg cho một mẫu laptop và Acer ExpertBook B9450F sẽ là nhân vật chính của video ngày hôm nay. Và sản phẩm này thì là dòng laptop cao cấp của Acer hướng tới đối tượng là doanh nhân và văn phòng. Đã quá nổi tiếng với độ mỏng nhẹ vốn có thì ExpertBook vẫn luôn làm hài lòng người dùng về tính di động tuyệt đối của mình. Tuy nhiên, không giống như dân gian thường nói là được cái này thì mất cái khác, ExpertBook ngoài mỏng nhẹ ra thì không chỉ không mất thứ gì mà còn đầy đủ tiện nghi và đảm bảo hiệu năng tốt nhất đối với nhu cầu sử dụng của người dùng mà nó hướng tới. Và hãy cùng mình tìm hiểu xem mẫu laptop mỏng nhất thế giới này có những gì trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên phải nói thì mình cực kỳ ấn tượng về độ bền của chiếc máy này. Đọc thông tin của hãng thì Acer cho biết sản phẩm này đáp ứng tiêu chuẩn quân sự cực kỳ khắt khe của Mỹ có tên gọi là MIL-STD-810G. Đây sẽ là tiêu chuẩn để đánh giá khả năng bền bỉ và chống chịu của thiết bị khi gặp những va đập, yếu tố môi trường tác động. Và để có thể đạt được tiêu chuẩn này thì các thiết bị sẽ phải trải qua 28 bài kiểm tra liên tục như là áp suất thấp, nhiệt độ cao, thấp, nhiệt độ chấn động, nhiễm độc chất lỏng, mưa, rung động, tiếng ồn, âm thanh, vân vân và mê, nói chung là rất là nhiều. Và những thiết bị đạt chuẩn này có thể hoạt động tốt trong điều kiện môi trường nóng ẩm, nhiều bụi, nắng mưa thất thường thì người dùng sẽ không còn phải lo lắng là trong những trường hợp như là mọi người vô tình làm rơi hoặc là đổ nước hay là vật nặng nào đó tự nhiên hạ cánh nhầm vào thiết bị của mình. Nhìn vào phần thiết kế thì mình sẽ nói về nước sơn đầu tiên. Ở đây thì Acer đã tạo ra một cái nước sơn nhám thì màu này không hoàn toàn là màu đen mà nó sẽ hơi có ánh xanh một chút. Thì mình không biết Acer đã làm gì để có thể tạo ra màu sơn như thế này nhưng thực sự nhìn nó rất là đẹp và phù hợp với giá tiền. Ở bên trong thì viền màn hình sẽ là bốn cạnh viền siêu mỏng đặt vừa màn hình 14 inch vào trong khung máy 13 inch giúp thiết bị cực kỳ nhỏ gọn. Các bạn hoàn toàn có thể để laptop vào ba lô hoặc túi sách để mang đi mà không hề cảm thấy sự khác biệt rõ ràng về cân nặng. Rất là phù hợp cho những chuyến công tác xa hoặc là khi các bạn cần di chuyển nhiều mà không muốn cảm thấy đau vai sau mỗi lần xách ba lô lên. Như đã nói ở trên thì chiếc laptop này cực kỳ bền thế nhưng lại rất là nhẹ bởi vì sản phẩm này được làm bằng hợp kim magie và lithium. Hợp kim này sẽ giúp cho máy vừa nhẹ vừa giữ được sự chắc chắn hơn rất là nhiều so với những hợp kim như là magie và nhôm đơn thuần nếu như cùng một kích thước và cùng một cân nặng. Với bốn cạnh viền siêu mỏng chỉ 4mm cho tỷ lệ màn hình chiếm tới 94% diện tích máy. Khi mở máy ra thì máy sẽ được nâng lên một khoảng. Các bạn hoàn toàn có thể thấy được là phần cạnh đáy của máy được Acer tích hợp khéo léo luôn với phần bản lề dạng Egolith. Và với thiết kế này thì sẽ che đi phần cạnh viền bên dưới khiến trải nghiệm của người dùng với sản phẩm này sẽ đã mắt hơn rất là nhiều. Tiện thể nhắc đến phần màn hình thì màn hình của em này là màn hình Full HD tấm nền IPS, độ bao phủ màu cao lên đến 100% giải màu sRGB, 94% giải màu Adobe RGB, độ sáng đạt 300 nits sẽ đảm bảo mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét và đẹp nhất có thể. Mặc dù màn hình tỷ lệ khá nhỏ chỉ 14 inch thế nhưng đổi lại thì các bạn sẽ giảm thiểu được kích thước chiều dài và chiều rộng của chiếc laptop, giúp tiết kiệm không gian khi đặt lên các mặt bàn có diện tích khiêm tốn. Ở cạnh trên của máy thì sản phẩm này được trang bị camera với độ phân giải HD và đặc biệt là được trang bị phần che camera sử dụng dễ dàng để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối tránh bị theo dõi, có tích hợp thêm cả Windows Hello để mở khóa bằng khuôn mặt. Bên cạnh đó thì Acer còn trang bị công nghệ nhận dạng bằng vân tay, tăng khả năng bảo vệ phòng khi các bạn cảm thấy mã pin là vẫn chưa đủ, sẽ cực kỳ an toàn và phù hợp với những người dùng là doanh nhân đang cần một mẫu laptop mỏng nhẹ mà tính bảo mật còn cao nữa. Và với mức giá hơn 35 triệu cho mẫu laptop này thì chất lượng hoàn thiện của sản phẩm này cực kỳ tốt mặc dù nó siêu mỏng, không bị ọp ẹp hay là flex chút nào cả. Máy rất chắc chắn, cảm giác gõ phím nhẹ nhàng khá là thích và hành trình phím lên đến 1,5mm, rất thoải mái khi các bạn gõ. Và có một điểm ở chiếc bàn phím này đó chính là các bạn có thể điều chỉnh được độ sáng đèn nền với 3 mức độ khác nhau, làm việc được cả trong đêm tối hoặc là tùy thuộc vào mục đích cũng như là môi trường mà mọi người sử dụng. Chuyển xuống dưới là phần touchpad. Kích thước của chiếc touchpad này lớn, cảm giác di hoặc là thao tác cuộn trang đều rất là mượt. Một điểm đặc biệt trên chiếc touchpad này đó chính là nó tích hợp cả cụm phím số. Và khi các bạn ấn kích hoạt chức năng này thì chỉ cần một nút ấn vô cùng dễ dàng. Acer để cho các bạn nút ấn này ngay góc ở bên phải của touchpad luôn. Các bạn có thể bật lên hoặc là tắt đi cực kỳ nhanh chóng. Mới ban đầu thì mình sẽ tưởng là khi kích hoạt cụm phím số này thì mình sẽ phải bỏ đi chức năng của touchpad và sẽ phải di chuyển đi di chuyển lại khá phiền. Thế nhưng mà không, các bạn vẫn có thể di chuyển được con trỏ chuột trên màn hình và vừa ấn được số luôn. Điều này rất là tiện đối với những ai mà sẽ làm những công việc liên quan đến nhập dữ liệu, con số như là kế toán hoặc là giáo viên cũng cực kỳ là hợp lý. Cấu hình phiên bản mình đang có ở đây là CPU Intel Core i5-10210U thế hệ thứ 10, đảm bảo cho các bạn mức ổn định và tương thích cao. Các bạn sẽ không cần phải lo âu gì về các hiện tượng lỗi phần cứng xảy ra khi sử dụng CPU đến từ một trong những nhà sản xuất lâu đời và nổi tiếng như Intel.
với mức dung lượng RAM 8GB cho các bạn không gian bộ nhớ rộng rãi, hoàn toàn dư giả cho các công việc văn phòng như là Word, Excel, PowerPoint hoặc thậm chí là sử dụng cả Photoshop cũng không phải là vấn đề. Đó là còn chưa kể, ExpertBook còn được trang bị ổ cứng SSD PCIe Gen 3X4 với mức dung lượng lên tới 512GB, mang lại tốc độ truy cập dữ liệu nhanh và khả năng lưu trữ lớn. Về cổng kết nối, như đã nói ở mở đầu thì chiếc máy này không những mỏng mà còn cực kỳ đầy đủ, không thiếu một cổng kết nối nào cả. Hai cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt 3 cho khả năng truyền dữ liệu cực nhanh và kết nối đa năng, cổng HDMI, cổng USB Type-A, jack tai nghe 3.5 và tất cả sẽ tạo nên kết nối toàn diện với mọi thiết bị mà các bạn cần. Và không chỉ kết nối có dây mà cả kết nối không dây của Acer ExpertBook B9 cũng rất là cao cấp với chuẩn Wi-Fi 6 băng tần kép tiên tiến nhanh gấp 3 lần Wi-Fi 5 hiện nay. Các bạn sẽ được tận hưởng kết nối Wi-Fi nhanh hơn, ổn định hơn ở khoảng cách xa hơn. Chuẩn Bluetooth cũng được nâng lên 5.0 mới nhất, kết nối với nhiều thiết bị mà không hề tốn pin. Khả năng kết nối di động tuyệt vời sẽ giúp cho sản phẩm này trở nên cơ động hơn trong công việc của mỗi người. Về thời lượng pin và âm thanh thì sản phẩm này được trang bị pin lên đến 66Wh. Acer ExpertBook B9 có thể sử dụng thoải mái liên tục trong vòng 8 tiếng. Chất lượng âm thanh cũng rất là đáng nể nhờ sự tinh chỉnh của các chuyên gia đến từ Harman, công nghệ khuếch đại âm thanh thông minh và loa lớn tạo nên hiệu ứng âm thanh vòm như những gì các bạn thấy ở các rạp chiếu phim. Khả năng thu âm cũng rất là được đầu tư với microphone trên viền màn hình, thu âm rõ và lọc tiếng ồn thông minh. Các cuộc họp trực tuyến sẽ luôn diễn ra với chất lượng âm thanh cực kỳ ổn định. Và nếu như các bạn quan tâm đến phần phụ kiện của chiếc máy này thì đi kèm với nó sẽ có một chiếc túi đựng laptop, một cổng sạc USB Type-C và một cổng chuyển đổi mạng LAN RJ45. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ về mẫu laptop này. Phải nói là nếu như được chọn, chắc chắn mình sẽ mua mẫu laptop này vì vừa mỏng vừa nhẹ lại còn bền nữa. Và nếu như là các bạn thì các bạn có mua hay không, để lại phần bình luận của mình ở dưới nhé. Và đường link của sản phẩm thì mình sẽ để ngay dưới mô tả video. Đừng quên là like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.